Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Loa Hay. Thì nếu như anh em là một trong những thành viên mà đã đồng hành cùng Loa Hay từ khi Loa Hay bắt đầu phát triển cho tới bây giờ thì chắc cũng nhận ra gần đây Loa Hay Team có những khoảng thời gian mà video không được lên đều đặn như dịp trước. Để giải thích cho cái vấn đề đó thì hiện tại anh em trong Loa Hay Team đang thực hiện và xây dựng lên một bộ tài liệu. Đây các bạn có thể thấy đằng sau đó là lý thuyết âm thanh cơ bản. Thì đó cũng chỉ là một cái nội dung trong cái bộ tài liệu mà sắp tới Loa Hay muốn chia sẻ tới cho anh em. Thì mình sẽ bật mí sơ bộ thì trong bộ tài liệu đó về cơ bản nó sẽ có một là về lý thuyết âm thanh cơ bản này, những cách cài đặt hữu dụng đối với phần mềm Smart, và bên cạnh đó là những trường hợp fail rồi trường hợp đáp tuyến có thể xảy ra và xử lý nó ra làm sao, và một số thứ khác nữa. Và khi nào mà bộ tài liệu này hoàn thiện thì Live Team sẽ gửi tới cộng đồng anh em, và dĩ nhiên rồi, bộ tài liệu này sẽ hoàn toàn miễn phí dành cho những anh em nào có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực âm thanh. Và ngày hôm nay ở đây thì các bạn sẽ vẫn thấy những thứ quen thuộc, ví dụ như sao card, loa monitor với mic RTA, đi kèm với đó là phần mềm Smart. Vấn đề này chắc có lẽ cũng không mới đối với anh em, nhưng mà tuy nhiên sẽ có một số anh em gặp những trường hợp, ví dụ cái hệ thống âm thanh của mình tại trong cái không gian trường âm đó mình đo bằng mic RTA và nhận lại một cái đáp tuyến mà anh em không biết phải xử lý ra làm sao, rằng có thực chất là hệ thống của mình nó đúng là đáp tuyến như vậy hay không, và cái trường âm nó có tác động đến như thế nào đối với cái hệ thống âm thanh. Hệ thống âm thanh của mình có kích thích những cái tần số mà không tốt ở trong cái không gian đó hay không. Thì đối với như phần mềm Smart này, Rita hay là Capture Tuning, thì tất cả cả ba phần mềm nó đều có những cái phương thức để có thể tìm ra được cái đáp tuyến thực sự của hệ thống âm thanh và cái fade rõ ràng của hệ thống loa. Và dĩ nhiên rồi, ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm sơ bộ về hai hình thức ở trên phần mềm Smart, đó là Real Time và Input Response. Và để nói qua về cái phương thức Input Response thì về cơ bản thì nó sẽ quét toàn bộ không gian trường âm của mình, sau đó nó sẽ có những thuật toán để phân tích ra được đâu là đáp tuyến thực thụ của hệ thống âm thanh và đâu là cái phản dội do không gian. Bên cạnh đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái trường âm và làm sao để can thiệp vào hệ thống âm thanh một cách tối ưu nhất để đạt được cái hiệu quả cao nhất trong cái trường âm đó. Thì về cơ bản cách sử dụng cái phương thức Input Response mình sẽ có những video chia sẻ với các bạn sâu hơn. Và ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng mình trải nghiệm hai cái đáp tuyến ở trên hai phương thức, đó là Real Time và Input Response, xem là có khác nhau hay không. Và đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện ở chế độ Real Time. Tiếp đến mình sẽ chuyển sang chế độ Input Response. Và bên này mình sẽ sử dụng bằng pin sweep. Mình sẽ lấy lại hai hình ảnh này để các bạn tiện so sánh. Như các bạn cũng đã thấy ở trên màn hình, cái đường màu xanh của mình là đang đo ở chế độ Real Time Mode và đường màu cam ở chế độ Input Response. Và dĩ nhiên rồi, cái loa của mình nó không tệ tới mức như ở cái đường màu xanh kia, và vì nó kích thích cái không gian trường âm của mình nên là nó nhận được một cái đáp tuyến mà không còn giống một cái loa monitor nữa. Và để sử dụng cái chế độ Input Response một cách cụ thể hơn thì Loa Hay sẽ chia sẻ với các bạn ở những clip tiếp theo.
Và sắp tới khi hoàn thiện bộ tài liệu, nếu như các bạn có hứng thú với bộ tài liệu đó thì hãy để lại comment dưới phần bình luận của video này, và hãy sẽ đẩy nhanh cái tiến độ để sớm gửi tới anh em cái bộ tài liệu đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Loa Hay.